Đề một là nghiên cứu về số con trong một gia đình ở địa phương A. Người ta điều tra số con của mỗi gia đình trong 30 gia đình được chọn ngẫu nhiên ở địa phương A. Kết quả được ghi lại như sau. A. Hãy lập bảng phân phối tần số và tần suất tích lũy cho dữ liệu trên mẫu. B. Trên mẫu vừa nêu, tính số con trong một gia đình trung bình và độ lệch chuẩn của số con trong một gia đình. Đó, bây giờ rồi thầy cảm ơn em. Thì bây giờ mình nghiên cứu về số con trong một gia đình ha. Thì cái này cái điều tra dân số nó có cái phần này các em. Có cái phần này, tức là điều tra về nhân khẩu học đó. Thì cái này là cái giả định thôi, chứ nó có một cái hôm trước là thầy có nhận báo cáo của Viện Thống kê về cái điều tra dân số và mức sống của người dân mình năm 2018. Nó cũng có cái phần điều tra này, điều tra về số con trong một gia đình. Thì ở đây trong 30 gia đình thì em thấy cái dãy số này đó, thì cái này là dãy dữ liệu thô em. Dãy dữ liệu thô bây giờ nó yêu cầu mình sắp xếp thành bảng tần số, tần suất tích lũy nè. Tần số và tần suất tích lũy. Tần suất tích lũy luôn, nó không kêu tần suất mà kêu tần suất tích lũy luôn em. Đấy. Thì bây giờ là mình coi cái trong đây là nó có bao nhiêu số khác nhau nè. Số 0 có này không? Số 1 nè. Số 1 có nè, 2 có nè. 3 cũng có nè, 4 cũng có nè, 5 có. 5 cũng có luôn. 6 có, 7 có luôn. Thấy không? Vậy thì trong đây là nó có 8 giá trị khác nhau. Và từ 0 đến 7. Thấy không? Từ 0 đến 7 có 8 giá trị khác nhau. Vậy thì mình khi mà mình ship cái bảng đó thì mình sẽ cái bảng đó là nó sẽ có 9 cột. Bảng nó sẽ có 9 cột với em. Tại sao 9 cột? Thì cái cột đầu mình đó là để cái tên của cái dữ liệu với cái tên tần số phải không? Đây cái bảng nè. Thì để lập cái bảng này đó thì các em phải đếm giá trị, chẳng hạn như là không nè, có mình coi bao nhiêu giá trị nè. Cái số không á thì cái hàng đầu nó có một số nè. Cái này nếu mà mình đưa vô Excel á thì mình tính ra một cái một nó ra hết các em. Đó, số không hàng đầu có một số nè, hàng hai có một số nè, hàng ba có một số. Như là số không này tần số nó là 3. Ở đây thì cái đề bài á, nó không yêu cầu mình tính cái tần suất luôn em. Đề bài nó không yêu cầu mình tính cái tần suất. Nhưng mà mình ghi tần suất ra, đặng lỡ mình cộng lại mình làm tần suất tích lũy. Còn cái số 1 á là mình đếm coi coi là nó có bao nhiêu số 1 á. Dòng đầu là có một số 1 nè. Dòng 2 là có 3, 3 số 1 là 4 phải không? Dòng 3 là 2 nữa là 6. Vậy thì tần số của giá trị 1 này là 6 nè. Tương tự như vậy thì cái số 2. Số 2 bây giờ mình đếm cái dòng đầu là một số nè. Dòng 2 là hai số nữa là 3 nè. 4 là 5, 6. Vậy là số 2 cũng là 6 giá trị đúng không? Số 2 cũng là 6. Rồi số 3. 1 2 3 4 5 6, số 3 cũng là 6. Rồi số 4. 1 2 3 4. Số 4 thì nó có 4 giá trị. Và số 5 thì hàng đầu có một số nè. Hàng cuối có hai số, vậy thì số 5 tần số nó là 3. Rồi số 6 thì ở đây mình có một số thôi, số 7 cũng một số thôi. Vậy thì mình sẽ được cái bảng tần số như thế này. Đấy, tần số. Về tần suất thì tần suất thì mình sẽ lấy cái tần số này là mình chia cho cái kích thước mẫu. À, tần số mình chia cho kích thước mẫu thì ở đây là mình sẽ có 3 chia cho 30 thì nó bằng 0,1 các em, tức là 1 phần 10 đó. Chỗ này 0,1 vậy thì chỗ này là 0,2, chỗ này 0,2 à. Còn chỗ này là 4 phần 30, 4 phần 30 thì nó 2 phần 15, tức là 1,333. Rồi vậy thì ở đây là tần tần suất là mình theo kịp ha, tần suất nè. Về tần suất tích lũy thì cứ cái số ngay số 0 này là mình lấy cái tần suất của nó mình viết xuống. Ngay số 1 thì mình lấy hai cái số này mình cộng lại. Đấy không? Tần suất tích lũy của ngay cái số 1 này nè.
mình lấy tần suất chỗ không mình lấy và của một mình cộng lại mình đem xuống đây, rồi cái tần suất tích lũy tại điểm 2 tức là mình lấy tần suất từ 2 trở xuống mình cộng lại ra đây, và cuối cùng đó là nó ra bằng một. Như vậy thì mình đã lập được cái bảng phân phối tần số tần suất tích lũy cho dữ liệu mẫu trên. Đấy, thì các em thấy là trong cái bài này đó là điển hình là cái từ cái dữ liệu thô mình sẽ lập thành cái bảng tần số tần suất và tần suất tích lũy. Bây giờ ở câu B là nó yêu cầu mình làm cái gì? Ở câu B là tính số con trong một gia đình trung bình. Cái này là số con trong một gia đình trung bình. Mà trên mẫu đó, thì cái này có nghĩa là chính tính trung bình mẫu đó và độ là chuẩn mẫu. Còn cái biến này nè, cái biến là số con trong một gia đình. Không. Bây giờ mình coi coi trung bình những gia đình ở địa phương A thì nó sẽ có bao nhiêu con. Không. Thì để tính cái phần này á, thì nhắc lại là hôm trước á, thì chỗ cái máy tính này đó là thầy có hướng dẫn cho em đó là tính bằng cái chế độ mod 61 đó. Thống kê một biến ha. Thì thống kê một biến á, thì ở đây đó là nó có hai cái cột này nè. Khi mà em bấm vô đó thì nó sẽ có hai cột hoặc là một cột ha. Một cột là mình tính theo kiểu dữ liệu thô. À, ví dụ như đây nè, bấm bấm shift nè, shift mod nè. Shift mod rồi mũi tên xuống số 3 số 2 tắt tắt cái cột tần số. Nếu như mà em không có lôi cột tần số ra đó thì em sẽ tính theo kiểu dữ liệu thô, tức là em nhập hết 30 số liệu này vô nè, nhập hết 30 số liệu này vô và em tính ra cái trung bình mẫu ra. Còn ví dụ như em có được cái bảng tần số rồi đó, có bảng tần số rồi, cái chỗ này bấm shift ha, shift shift mode nè, mũi tên xuống số 3 số 1 này, lôi cột tần số ra rồi mình cứ nhập giá trị vô thôi. À, rồi sửa sửa tần số rồi nè, thì khi mà mình nhập một cái giá trị của x vô á, thì mặc định đó là cái tần số nó là nó sẽ có là hiện ra là một, còn mình không nhập thì thôi. Thì tần số chỗ này là 3 đó nha. 6. Rồi 4. Rồi 3. 1 1. Sau khi nhập tần số xong bấm AC. Bấm AC, nhớ bấm AC nha. Rồi, bây giờ tính cái giá trị trung bình mẫu. Thì đối với cái máy tính 580 này á, thì các em có thể tính cùng lúc tất cả các giá trị nó ra bằng cách là bấm Option nè. Em bấm số 2 thì nó sẽ hiện tất cả các giá trị này ra, nhưng mà nó không có làm tròn ha. Đó. Thì ở trong cái bảng này đó thì em lưu ý là cái x ngang đó là trung bình mẫu nè. Đó. Và độ là chuẩn mẫu là em phải bấm mũi tên xuống một cái nó mới thấy độ là chuẩn mẫu là ít ít 1,7260. 1,7260 và trung bình mẫu là 2,6667. Đó, như vậy thì ngoài ra thì trong cái máy tính này á, em có thể tính các cái giá trị riêng lẻ. Tính cái giá trị riêng lẻ bằng cách là gì? Em bấm Option nè. Mũi tên xuống. Option. Mũi tên xuống. Chọn số 2 á. Số 2 tính giá trị riêng lẻ cho hai chân bình trung bình mẫu là bấm số 1. Thì cái này là làm tròn bốn chữ số thập phân luôn em. Sau dấu phẩy bốn chữ số thập phân luôn. Rồi tính độ lệch chuẩn mẫu nè, bấm số 2 nè, độ lệch chuẩn mẫu ở trong cái bảng này là ngay số 5 đó. Số 5. Đấy, vậy thì mình trả lời cho cái bài toán là giá trị trung bình mẫu là 2,667. Cái này để sửa lại. Cái này làm tròn có hai chữ số rồi đó. Chữ số là mình sẽ thêm hai số 6 rồi nữa. Rồi tới giá trị độ lệch chuẩn mẫu.
ở đây nó không kêu tính phương sai mẫu, nhưng mà thường là mình có phương sai rồi mới ra cái độ lệch chuẩn nha. Độ lệch chuẩn tính sai à, độ lệch chuẩn mẫu nó tính sai. Cái em xem cái bảng có thầy lại coi nó đúng không. À, bây giờ mình nghi ngờ, mình nghi ngờ là cái dữ liệu của mình đó nó bị sai. Để kiểm tra dữ liệu rồi coi ha, dữ liệu nó sai nè, dữ liệu nó sai nè. Cái chỗ này là thầy bấm là số 7 rồi nè, sao thành số 7 vậy? Cái chỗ này là 6 rồi phải không, 6 này, 6 rồi. Bấm sai nè, dữ liệu này bấm sai nè đó. Bây giờ mình sửa lại vậy, mình tính cái giá trị lại coi. Vẫn như thế này rồi, số 5 à. Độ là chữ mẫu là 1,8068 đúng rồi nè. Còn cái phương sai á, thì chỗ này mình thêm thêm cái dấu bình phương vô đó là nó ra cái phương sai. Hoặc là mình có thể bấm trực tiếp ở trong cái máy của mình là số 2 nè, phương sai là ngay chỗ số 4 á, bấm trực tiếp ra. Thì như vậy là xong cái ba câu số 1 rồi các em, xong cái câu số 1 rồi.